Từ đầu năm 2020 đến nay, thị trường bất động sản Bình Dương, đặc biệt là phân khúc căn hộ, đã có sự phát triển cao vượt bậc cả về lượng cung lẫn giao dịch và có sự tham gia của hàng loạt tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản. Theo thống kê, trong 10 tháng qua, Bình Dương có khoảng 13 dự án mới cung cấp cho thị trường 10.000 căn hộ. Không chỉ tăng về nguồn cung, giá bán căn hộ cũng liên tục thiết lập đỉnh mới, hiện đã chạm mốc 37 triệu trên 1 mét vuông. Theo giới chuyên môn, Bình Dương đang dần trở thành thị trường căn hộ sôi động nhất khu vực phía Nam, chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh. Sức hấp dẫn của thị trường này là nhờ vị trí tiếp giáp và kết nối thông suốt với thành phố Hồ Chí Minh, dư địa phát triển lớn khi tập trung đến 48 khu công nghiệp và tốc độ tăng dân số thành thị cao nhất nước lên tới 12,49% một năm. Ngoài ra, lợi nhuận cho thuê căn hộ tại Bình Dương khá tốt, thậm chí cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Nếu tại thành phố Hồ Chí Minh, lợi nhuận cho thuê căn hộ chỉ từ 5 đến 5,2%, thì tại Bình Dương, lợi nhuận cho thuê căn hộ nhiều khu vực có thể đạt 9%. Đây cũng là nguyên nhân các dự án căn hộ tại Bình Dương luôn được săn đón trong thời gian vừa qua. Một dự án nổi bật đang trở thành tâm điểm thu hút của thị trường Bình Dương là khu căn hộ phức hợp Legend Complex do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư. Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F gồm Uniland, Nam Dương, Á Châu, Nhất Việt và Minh Dương phát triển và phân phối. Đây là dự án tiên phong phát triển theo mô hình chuẩn All-in-One, mang đậm phong cách châu Âu sang trọng, đẳng cấp, đạt chuẩn 5 sao. Khi hoàn thành, Legend Complex sẽ như một thành phố châu Âu thu nhỏ dành cho giới chuyên gia, doanh nhân, quản lý và người nước ngoài ngay tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Legend Complex gồm 4 block căn hộ được xây dựng trên khu đất 3,2 hectare tọa lạc giữa 3 tuyến đường huyết mạch gồm Mỹ Phước, Tân Vạn, Điện Biên Phủ, DX034, phường Phú Mỹ, trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Điểm nổi bật của Legend Complex là sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân như công viên trung tâm Spring Park, công viên cho từng block nhà, hồ bơi vô cực 500m2 trên tầng 3 block A và hồ bơi vô cực Marina Garden ở công viên trung tâm, trường mẫu giáo Lucky Star, thư viện, trung tâm thể thao và chăm sóc sắc đẹp Arena, trung tâm thương mại siêu thị 24 giờ, vườn barbecue, vườn yoga, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, cà phê, trung tâm y tế, lối dạo bộ. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ tại Legend Complex đều có thiết kế lô gia rộng thoáng với tầm nhìn đắt giá và được hoàn thiện nội thất cao cấp, trang bị khóa thẻ từ và bảo vệ an ninh 24/7. Tất cả mang đến trải nghiệm sống hiện đại cho cư dân, góp phần thiết lập nên chuẩn mực sống mới cho các cư dân tinh hoa tại thành phố Thủ Dầu Một. Giai đoạn 1 Legend Complex gồm 414 căn hộ thuộc block A đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá khởi điểm từ 25 triệu đồng một mét vuông. Kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn như chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 10%, tặng ngay 1.000 đô la Mỹ, rút thăm trúng thưởng một xe Toyota Camry, 3 xe máy cùng nhiều phần quà giá trị cao. Đặc biệt, Legend Complex là dự án hiếm hoi tại Bình Dương đã hoàn thiện pháp lý, chuẩn bị xây dựng phần thân và được Vietcombank cam kết bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà vào quý 1 năm 2022, đồng thời hỗ trợ cho các khách hàng có nhu cầu vay lên đến 70% giá trị hợp đồng với lãi suất ưu đãi. Sau khi mình được tham quan nhà mẫu và mình đi thực địa cái dự án Legend Complex thì mình cảm thấy đây là một cái dự án vị trí thân rất là thuận lợi, ngay ngã ba rất là đẹp, gần các cơ sở ban ngành, rồi giao thông rất là thuận lợi cho người dân ở sau này để tiện đi lại. Và mình cảm thấy đây là căn hộ có kiến trúc rất là đẹp, những cái công năng được sử dụng rất là tối đa và tiện ích và rất là hữu hiệu. Đây là dự án có một giá bán rất cực kỳ hợp lý là 25 triệu mét vuông. Với một cái giá bán như vậy thì mình cảm thấy đây là một dự án đáng mua và để ở và đầu tư. Hiện nay, khu nhà mẫu của dự án cũng đã mở cửa chào đón khách hàng đến tham quan trải nghiệm. Với thiết kế ấn tượng, bố trí không gian hợp lý và có nhiều loại diện tích mang đến sự lựa chọn đa dạng, Legend Complex đã chinh phục hầu hết khách hàng ngay khi đến tìm hiểu. Cái dự án này nó được xây trên cái mảnh đất Bình Dương. Bây giờ Bình Dương nó đang phát triển, được ngân hàng bảo lãnh nữa, tạo sự tin tưởng đối với dự án. Sau khi đọc thông tin dự án thì những cái đó nó sẽ tạo cái sự kích thích. Chủ đầu tư nói là được cấp sổ lâu dài thì nó chẳng khác gì đất nền cả. Thì khi đó đầu tư như này thì ta sẽ có những cái tiện ích hơn là đất nền. Nếu ta ở một cái khu đất thì nó sẽ không có những cái tiện ích như thế này. Mà chúng ta phải đi xa, ở một mình rồi phải tự lo những cái gọi là thiết kế, xây dựng hoặc là những cái gì về đó. Thì giờ chúng ta nhiệm vụ là kiếm tiền,
tận hưởng cuộc sống. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, công nghiệp cùng lợi thế có đến 3 thành phố đang phát triển năng động, dự báo thị trường căn hộ Bình Dương sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong thời gian tới. Và Legion Complex với nhiều ưu thế vượt trội chính là lựa chọn hàng đầu cho cả nhà đầu tư và người có nhu cầu nhà ở tiện nghi cao cấp, không gian xanh mát và an ninh tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.